Đứng lại luôn, đứng lại luôn, đứng lại luôn. Vâng, ban ban tổ chức xin mời hai bạn DJ đứng hai bên của rồi anh Hồng Anh lên dây đứng à, đứng kia đó đi bưu điện rồi mà còn đứng kia sáng cho bác tiếng ơi, sáng cho tay bên trái chàng đi ông số một của mày ơi. Các bạn đồng viên chúng ta lưu ý là giải thưởng không bao gồm DJ. Vâng, xin cảm ơn. Số 1 không thơm bằng số 3 thường thơm. Tiếp theo sẽ là phần trao giải thưởng của bạn C. Và sau đây xin trân trọng kính mời anh Huỳnh Lập Vĩ, chủ shop xe mô hình Vĩ Nguyên, sẽ tiến lên trao cúp cho 3 vận động viên có thành tích xuất sắc nhất của bạn C, thể loại buôn ghi. Vâng, xin mời hai bạn MC đứng ở dưới ạ, đứng dưới ạ. Rồi mời bạn đứng dưới luôn. Rồi cảm ơn MC chúng tôi núp. Đúng rồi. Lý Cương giải ba thuộc về anh Võ Thanh Hải. Vâng, xin mời ba vận động viên có thành tích xuất sắc nhất của bảng B thể loại GT. Và sau đây xin trân trọng kính mời anh Trần Hồng Anh sẽ tiến về khu vực trao giải cho ba vận động viên có thành tích xuất sắc nhất của bảng B thể loại GT. Xin mời anh Trần Hồng Anh. Và đưa tay về anh em, đưa tay về chào nha anh em nha. Like hả? Like. Rồi like thả tim. Rồi vẫy tay chào tạm biệt. Ok. Chưa nha, chưa. Cái này đang chụp hình thôi. Rồi thả tim đi anh em. Rồi vẫy tay đi anh em. Ok. Rồi. Sau hiệu lệnh 3 tiếng đếm anh em hô to nha. 3, 2, 1. Được chưa? Ok, xin cảm ơn toàn thể anh em rất là nhiều. Tuyệt vời. Vâng, tiếp theo sẽ là phần bốc thăm. Vâng, sẽ có 10 phiếu thăm may mắn nhất. Chúng ta sẽ nhận được phiếu mua hàng. Nguyễn Đình Duy Phi Hồng. Anh đã chúc mừng chiếc xe BMW trị giá 350 USD. Vâng, xin mời hai bạn MC chúng ta. Vâng, anh Trung, anh đứng đây luôn. Và
Vâng, phần quà vừa rồi cũng đã kết lại chương trình bốc thăm cho giải đua xe mô hình điều khiển từ xa toàn quốc Vũng Tàu Challenger năm 2023.